Chào các bác nhá. Còn hôm trước tôi còn giới thiệu cho các bác về cái kèn mà 010 của hãng Hanqui ấy, kết hợp với cái âm ly BLG. Một số các bác mà mới chơi thì cũng chưa cập nhật được cái âm ly này nó dùng như nào, các nút, các chức năng. Tôi xin giới thiệu kỹ lại với các bác. Và thứ hai nữa là cái âm ly này là âm ly lô hàng mới năm 2019 nhá, lô hàng mới, không phải lô hàng cũ. Thì nó có một số chi tiết thay đổi, thì các bác xem kỹ cho tôi nhé, là những thay đổi cái gì để các bác nhận được hàng, đồng kiểm hàng, thấy cái hàng đúng là như shop quảng cáo giới thiệu nhé. Nói chung là bây giờ các bác mà đánh chim đêm thì sẽ cần một cái âm ly mini công suất vừa phải thì nó mới đã phù hợp tại cho những cái loa check hoặc là loa lén của Việt Nam hoặc là loa toa. Còn nếu mà các bác mà chơi âm ly công suất quá lớn ấy thì nó rất là dễ cháy côn, cháy loa của mình. Thì các bạn anh chim đêm là những âm ly mini như này là phù hợp nhất. Thế còn mình lựa chọn cái nào cho nó có những cái ưu điểm nhất, dễ dùng nhất, đạt độ bền cao nhất thì các bác xe tôi tư vấn giới thiệu để các bác có những cái sự lựa chọn là sáng suốt nhá. Vấn đề quan trọng nhất của anh em anh chim đêm đó là anh em sẽ cần một cái nút gọi là nút lặp lại một bài ở trên đồng nhá. Còn các bác nào một số thì chơi chuyên nghiệp thì lại chơi thẻ có một bài thôi, thì không cần nút lặp lại, nhưng mà đa phần là anh em sẽ rất cần cái nút lặp lại một bài trên đầu. Cái âm ly này tôi giới thiệu từ đầu cho các bác nhá. Đây là hình thái mẫu mã này, cái phiên bản cũ, phiên bản 2018 ấy, trên này là nó xanh trơn thôi, không có thêm thông số gì này. Phiên bản 2019 thì nó đã cập nhật cho mình đầy đủ hơn các thông số trên này, các bác quan sát chơi các bác cũng nắm được, đó là BLG253BT. Cái BT này là cái biểu thị cho chức năng Bluetooth đấy, Bluetooth đấy nhá. BLG là cái mã 253 này, MP3 này, chạy audio này, với là đường truyền vào ấy nhá. Còn thêm nhiều chức năng nữa. Thế còn cơ bản mình nhìn đây mình sẽ thấy được rằng là nó sẽ chạy bằng cái điện AC 220V. AC 220V thì chạy thẳng bằng cái jack cắm này. Và khi các bác chạy bằng điện AC 220V đây thì cái công tắc tắt mở này nó sẽ có tác dụng cho các bác nhá. Hoặc là điện DC 12V. Điện DC 12V thì nó sẽ chạy bằng cái cổng này, bằng cổng DC 12V này, input là vào này, thì nó sẽ chạy bằng cái jack cắm này. Thì khi các bác cái này mới nhập vào nó sẽ không có jack đâu, nhưng mà khi gửi cho các bác thì shop sẽ cố gắng mua một cái jack này tặng thêm cho các bác. Và các bác cắm vào đây, nó ra hai dây, một dây đỏ, một dây đen nhá. Đỏ đen, đỏ mình cái này nó có thể nhớ sẵn rồi. Dây đỏ là các bác buộc vào dây cộng, cái đen này buộc vào dây trừ. Và khi các bác cắm cái điện 12V này vào này là âm ly nó hoạt động luôn, giống như vừa nãy tôi đã cài thẻ nhớ đây rồi, là nó hoạt động luôn nhá. Cái công tắc này sẽ không có tác dụng, là công tắc này là không có tác dụng, người ta thiết kế là như vậy. Còn tránh là các bác, một số các bác bảo là tôi cắm điện 12V vào công tắc này nó không tắt được, tôi không lấy hàng hay là tôi không dùng, tôi sợ nọ sợ kia. Thì giải thích với các bác là công tắc này ấy, nó chỉ có tác dụng với điện AC 220V thôi, còn cái điện DC 12V là không có tác dụng nhá. Đấy, đến đây là đầu tiên. Và tiếp theo, cái âm ly này sẽ có hai cổng lọc dữ liệu cho các bác, đó là cổng USB và cổng thẻ nhớ. Cổng thẻ nhớ thì luôn luôn là dùng cái áo thẻ to như này. Khi các bác mua thì shop sẽ tặng cho các bác một cái áo thẻ như này nhá. Thì các bác về các bác cắm cái thẻ nhớ nhỏ vào các bác dùng. Đấy, cắm shop sẽ có tặng thêm cho các bác một cái áo thẻ, một cái dây truyền điện 12V đấy nhá. Thế còn tôi giới thiệu tiếp về cái phía sau âm ly này, cái anten này là dùng cho để cho bắt đài FM. Âm ly này là có 4 cổng ra, 4 dây ra, chia làm hai vế, vế trái và vế phải. Thì cái đỏ và cái đen này thì được tính là một vế, cái đỏ và cái đen này được tính là một vế. Thì đỏ nó khác nhau bên trái bên phải, còn cái mát này nó sẽ chung nhau, các bác dùng chung cũng được hoặc dùng một mát cũng được nhá. Trường hợp mà một cái dây mát này là mình bị mo ve, bị thiếu mát thì các bác nhấc cả sang bên này các bác dùng, không ảnh hưởng nhá. Cái nối này là cái nối vào audio in, có nghĩa là đường truyền tín hiệu vào. Các bác có dây truyền tín hiệu bông sen ấy, các bác cắm vào đây và các bác cắm ở điện thoại sang, hoặc là truyền từ đầu đĩa sang cái này nữa cũng vẫn được. Đây là cái đường truyền vào nhá, đường truyền vào đấy. Hàng này luôn luôn nó là hàng made in China. Đấy, còn đó các bác nhá, made in China. Phía sau này là đầy đủ phía sau rồi nhá. Phía trên này, giờ đến phía trước.
các bác quan tâm đến phía trước. Ưu điểm của cái dòng Omni này là nó có cho các bác màn hình, có màn hình để các bác theo dõi số dây, số bài nó hiển thị lên màn hình. Chế độ chạy là USB hay thẻ nhớ hay là bằng Bluetooth. Cái này nó có chức năng bằng Bluetooth cho các bác nhé, bằng Bluetooth kết nối không dây với điện thoại của các bác. Các bác quan sát một số cái dòng Omni là nó có thêm cái lỗ cắm mic rồi chức năng karaoke ấy, thì cái chức năng đấy hầu như anh em sẽ không dùng tới. Thì cái dòng BNG này nó sẽ cắt bỏ chức năng mic đi, nó tăng cường thêm vào cái bo nhạc, bo mic bo nhạc cho các bác nhé. Bo nhạc là cái bo đọc dữ liệu ấy, để cho nó chạy ổn định hơn, hay hơn. Nó bỏ cái chức năng bo mic đi nhé, tập trung vào bo nhạc không thôi. Thì nó sẽ còn cho các bác là cái nút volume âm lượng chỉnh chính của mình to nhỏ, một nút chỉnh bass, một nút chỉnh check. Cái này bass check thì tùy từng cái file tiếng và tùy từng kinh nghiệm của các bác chỉnh cho nó hợp lý nhé. Nút chỉnh bass, nút chỉnh check, nút chỉnh âm lượng, màn hình. Và trên cái dãy nút bấm này, nó sẽ bao gồm đầy đủ tất cả các chức năng ở trên nút ấm này. Ngoài ra, nó có thêm một cái tay điều khiển như này nữa. Tay điều khiển này thì các bác nhìn sơ, các bác nắm được là dòng chạy bằng sóng điện từ, bằng tia hồng ngoại đấy, chỉ được có một khúc thôi, không điều khiển từ xa ở đâu. Và cái tay điều khiển này thì có chức năng nào thì trên nút này có chức năng đấy. Cái tay điều khiển này nói thêm cho các bác là phụ kiện đi theo. Phụ kiện đi theo thì gửi cho các bác, nhưng mà cái này nó cũng rất là mong manh, nó dễ hết pin, nó dễ trục trặc, nhiều khi là nó không chuẩn nút đâu. Các bác bấm vào nút tạm dừng thì nó lại thành to nhỏ, bấm nút to nhỏ lại thành nút tạm dừng. Đấy, cái này gọi là có cho nó có theo thôi nhé. Đấy thì tôi sẽ không tính tới, nhiều khi các bác mà có hỏng thì cũng bỏ đi, không cần quan tâm đến nó. Tất cả các chức năng mình nằm ở trên này hết rồi nhé. Nút đầu tiên ngoài là nút chuyển chế độ này, thẻ nhớ USB hay là FM là nút ngoài đấy nhé. Nút thứ hai có mũi tên gạch này là nút gọi là nút tua về đấy, next về đấy, đang là bài 2 thì next xuống bài 1 đấy. Thế còn nút này là nút next lên, đang là bài 1 thì next lên bài 2 nhé, next lên bài 2. Nút này là nút play, kiêm thêm cái nút gọi là stop, gọi là tạm dừng hoặc là play. Đang chạy các bác bấm vào đây thì nó là stop lại, còn đang stop thì các bác bấm vào đây thì nó là play, nó chạy tiếp. Còn cái nút này là nút vuông này là các bác bấm vào nút này là nút stop, khi các bác bấm vào nút play thì nó sẽ quay về, nó chạy bài đầu tiên, chạy về đầu tiên. Thế còn cái play stop này thì nó sẽ chạy trực tiếp luôn, đang ở cái dữ liệu dây bao nhiêu, bấm dừng lại, bấm phát nữa nó sẽ chạy tiếp. Còn stop này khi các bác bấm vào rồi, các bác bấm vào đây lại, nó sẽ chạy về cái bài đầu tiên rồi các bác. Quan trọng nhất là cái nút này này, là cái nút có mũi tên xoay hai chiều này, thì cái nút này gọi là nút lập lại một bài, nút lập lại một bài nhá. Đấy, quan trọng nhất là cái nút đấy. Đây tôi cắm thử vào cho các bác này. Đây, em quay gần nó rõ màn hình không? Rõ chưa? Thấy số không? Số nó nhảy loạn lên. Rồi. Thế đây nhá. Chuyển chế độ này. Đấy. Khi nào có chữ like này này là ở chế độ dây truyền. Ở chế độ dây truyền mà dây truyền qua cái lỗ này này. Nhá. Tôi bấm tiếp một cái nữa là tần 6 FM. Bấm một cái nữa Bluetooth. Đấy, Bluetooth các bác nhé. Bấm một cái nữa quay về thẻ nhớ. Thì cái này ấy, khi các bác bấm này, bấm sang line là không có âm thanh này, bấm sang FM thì nó bắt FM luôn, thì nó réo. Còn bấm đây, tôi mở lại này. Đấy, các bác quan sát thấy khi mà bấm sang chế độ Bluetooth nó có tiếng reng một cái, nó báo sang Bluetooth thôi. Còn ngoài ra chuyển chế độ khác nó không báo, như là cái dòng khác, một số dòng nó báo, ví dụ như là chuyển sang thẻ nhớ nó báo Music, chuyển sang FM nó báo FM Channel. Nói chung nó nói rất là to. Đấy, nó cũng gây ra tiếng giật mình đấy. Còn cái này này chỉ có Bluetooth nó báo reng một cái thôi. Đó. Bấm một tiếp nữa là sẽ sang sang thẻ nhớ này. Thì bây giờ cái chức năng lập lại một bài ấy là các bác bấm vào đây. Bấm vào đây một lần. Đấy, bấm đây một lần. Thì trên màn hình nó hiện lên chữ ON, O-N-E. Là lúc này là bài nó sẽ chạy một bài duy nhất cho các bác thôi. Còn các bác bấm thêm một lần nữa, nó hiện lên chữ A hay chữ N cao ấy, hoặc là chữ O tiếng Anh ấy, thì nó sẽ chạy theo chế độ là hết bài 1,
tự vớt sang 12 nhá. Thế này là các bác ơi, tôi tạm dừng lại này, là tất cả các chức năng của cái âm ly này đã tích hoạt trên những nút bấm này rồi, thì cái này là các bác không cần quan tâm nữa nhá, thích có cho vui thôi, còn hỏng hay là nó có vỡ hay là nó có gì chăng nữa các bác bỏ đi, không quan tâm nhá. Đấy. Rồi, thế này là tôi đã giới thiệu chi tiết nhất và cái âm ly BLJ253 phiên bản 2019 cho các bác nhá. Các bác mua hàng thì các bác xem kỹ video cho tôi để các bác thấy được rằng là cái sản phẩm mình đặt mua, sản phẩm mình nhận được thì nó như thế nào nhá. Đấy, cái chức năng này là hay ở cái chỗ là công suất vừa phải đủ chơi cho đánh chim đêm, có màn hình để theo dõi số bài, có chức năng Bluetooth, các bác có tiếng chim trong điện thoại các bác kết hợp Bluetooth luôn, không cần phải dây chuyền nữa nhé. Mà hay nhất là cái chỗ là nó cắt bỏ cho mình cái bo karaoke đi, bo mic đi, nó tập trung hoàn chỉnh toàn bộ vào cái bo nhạc cho mình, bo music cho mình, để nó đạt được cái công suất và cái chất lượng âm thanh tốt nhất cho các bác chơi nhé. Thế đây là cái dòng BLJ253 phiên bản 2019. Mọi thông tin các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình, shop Ngọc Ánh Tân Ánh, hàng ship COD, nhận hàng kiểm tra hàng có đồng kiểm nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.